Đồ Bất Hiền kính chào quý vị. Thưa quý vị, là hồi tháng 8 là chúng tôi mới hoàn thành xong được 4 bức tranh quê xưa, tranh khảm cỡ lớn nhất, tức là cao 1m27, dài 2m53. Ngày hôm nay có một bác ở chợ Ba Xe, phường Trường Lạc, quận Ô Môi, thành phố Cần Thơ, bác muốn xem kỹ lại. Thì lúc này đây tôi sẽ quay hai tấm. Đây là tấm ở phía ngoài, tấm ở phía trước tầng 1 quê. Đây. Nó hơi sáng quá, hơi lóa, nhưng mà không sáng thì lại không nhìn rõ được cái phần khung. Như vậy là đây là trước hết là khi sáng là mời bác xem kỹ lại cái phần khung này, vô cùng nét na nuột nà luôn. Và bây giờ đi vào các cái phần chi tiết. Các phần chi tiết thì phần trung tâm là có cái cây cỡ lớn đây. Rồi thì cái này là đủ thành phần là sĩ nông công thương và ngư tiểu canh mục, một cái xã hội thu nhỏ tranh quê xưa là thể hiện một xã hội là yên bình, không có màng danh lợi, nói chung đều là những cái việc rất lành, rất thanh thản. Đây là phần chính giữa là ông thầy đồ đang dạy học với các trò là đang ngồi đây rồi đi học. Rồi thì ông lão gánh củi này, phía xa là ông lão đánh cá này. Đây ông lão đánh cá đây. Ông lão đánh cá đây, ông ngồi đánh cá và ông còn một cái đang thò tay lên để túm lấy cái con cá đây. Thế còn tiếp theo là những cái người ta buôn tàu bán bè này, rồi thì tức là thương đấy, sĩ nông công thương đủ cả. Rồi người chài lưới này, đằng sau đằng này cả mấy cái ông đang bật bông này, đang cưa xẻ này. Đằng trong này những mấy bà buôn thúng bán mẹt đang đi vào cái cổng làng này. Đằng xa này là bác đang bừa này, đây cái bừa cầm cái bừa đây. Bác bừa này có con trâu này. Đằng này mấy người cấy này, mấy người gặt này, vân vân. Rồi thì tiểu đồng thổi sáo này. Nói chung là toàn bộ các cái chi tiết này để ngắm nhìn đi nhìn lại. Đây là bức thứ nhất. Bây giờ tôi sẽ đi sâu vào bên trong này để xem bức thứ hai. Thưa quý vị, là ở Đồ Gỗ Đức Hiền thì lúc nào có hàng trăm tấm tranh khảm, và tất cả những cái tranh này đều được chung một chế độ bảo hành, là dù quý vị dùng bao nhiêu năm mà nó vỡ toác ra là ở đây vẫn là đổi lại hàng cho khách, và nếu không có hàng để đổi chúng tôi sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên là cái phần chi phí về vận chuyển là khách hàng chịu. Thì đây là cái bước nữa, bước thứ hai là vẫn y chang như bước lúc nãy, nhưng mà đấy nó cũng tình trạng là điện là hơi nhiều, hơi lóa. Tôi đi gần lại hơn. Vẫn là khu trung tâm đây. Vẫn chỗ này là bà con chài lưới. Ông lão đánh cá đây. Ông lão đang câu cá đây. Đôi khi là cái góc nó lóa và nó... Đấy, có những chỗ là nó ánh sáng nó mạnh quá, nó làm bị lóa. Còn trong thực tế là tất cả là màu sắc rực rỡ. Và nhiều khi là cũng không, đề nghị khách hàng là không dùng điện nó quá mạnh. Dùng điện vừa vừa thôi. Đấy, đây là tôi lại bật một nhát nó lên cả hai bóng luôn, kể ra tắt bớt đi. Thì để lại một bóng thì phải. Bây giờ tôi sẽ thử tắt hẳn bóng điện đi, xem như thế nào. Như vậy là đang bị tắt điện và chỉ còn một cái chút ánh sáng le lói ở cái ô kia thôi. Để xem cái màu sắc nó lên như nào. Nó lúc này là tối quá. Tối quá cho nên không nhìn thấy gì nữa. Tối thui mất rồi. Trong đó đây ví dụ như là những cái tranh khác đây. Có một chút ánh sáng đây, cái này là tranh Vinh Quy Bái Tổ. Thì quý vị thấy lên màu sắc vô cùng rực rỡ. Thực ra cái bước kia thì nó vẫn thế, nó cũng rực rỡ đúng như thế này luôn. Và đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ cũng 2m53 và giá cũng tương đương với bước kia, là đều là 43 triệu và cái phí vận chuyển vào tới trong nhà bác là 2,5 triệu. Đây là tranh Bách
Bách Điểu, vân vân. Tóm lại đây là hàng trăm tấm tranh đây, còn đang xếp hàng loạt các tranh thảo đang ở đây. Bây giờ tôi đi ra bước thứ nhất. Xin nhắc lại hôm nay là mùng 10 tháng 10, 2018 và theo cầu khách hàng bác ở chợ Ba Xe, phường Trường Lạc, quận Ô Môi, thành phố Cần Thơ. Bác đang muốn xem tranh bức tranh quê xưa, tranh khảo. Như vậy là vừa quay hai bức, số 1 và số 2, bức này là bức số 1. Còn bức lùi vào bên trong là bức số 2, thì nếu như bác ưng thì tùy bác chọn, bác yêu cầu bức nào thì sẽ đóng gói đúng bức đó. Bởi vì ở đây thực ra là nó rất giống nhau, làm 4 tấm giống hệt nhau luôn. Và hôm đó là đang đánh giáp rồi, giang là đã quay cho các bác xem rồi. Và cái phần gỗ là hoàn toàn là 100% gỗ gụ và màu là nguyên bản gốc của gỗ, không có một tí màu nào vào. Cho nên là nó cái phần khảm là trong vắt, không bị ám màu. Và nếu như quay nhìn kỹ vào cái phần gỗ, quý vị thấy là nó vẫn còn những cái vân gỗ mờ, ví dụ như ở dưới cái đỉnh núi đây. Quý vị nhìn thấy đấy, cái màu nó vệt, nó hơi sáng hơi tối một chút ở dưới cái chân núi đây. Trông nó rất là tự nhiên, trông như là cánh đồng xa xa. Đấy là một cái phần làm nên những cái thành công của tranh khảm của gỗ Đức Hiệp. Tức là chúng ta nhìn tổng thể này, nhìn chi tiết này, nhìn phần khảm xong này, nhìn cái phần nền xa xa nữa, chỗ nào nó cũng có ý nghĩa cả. Hoặc là từ những cái dàn chấu bên cạnh này, đây, cũng hết sức là kỹ càng cẩn thận để nó tôn cho cái vẻ đẹp, cái phần nội dung chính ở trong. Hay là cái phần khung đây, quý vị nhìn thấy này, rất cầu kỳ. Khung cũng rất mượt mà cẩn thận. Tất cả làm nên cái vẻ đẹp hoàn hảo của bức tranh. Lại kèm theo chế độ bảo hành nữa, cho nên quý vị dùng hoàn toàn yên tâm. Và gần đây chúng tôi cũng mới chuyển hàng vào cho một khách hàng bác ở đường Võ Nguyên Giáp của phường Phú Thứ ở Cần Thơ. Thì lúc bác ở chợ Ba Xe gọi thì tôi bảo ô mời bác qua phường Phú Thứ xem luôn, vì là mới chuyển vào trong đó xong. Nhưng bác bảo là hai cái đều ở thành phố Cần Thơ nhưng mà cách nhau khoảng 20 km, cho nên bác muốn thôi bác xem trực tiếp qua clip ở ngoài này vào trước vậy. Nếu có thời gian thì bác mới qua phường Phú Thứ sau. Xin cảm ơn quý vị và mời quý vị bút, những bác nào gần thì mời bác bút chút thời gian về tham quan mua sắm trực tiếp tại Đồ Gỗ Đức Hiền ở làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, với 3 khu ABC là 2.500 m². Và riêng về tranh khảm là đang có vài trăm tấm đang sẵn sàng phục vụ quý vị. Tạm biệt. Và trước khi dừng thì xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo hai số điện thoại trên màn hình. Số trên là số Messenger, số dưới là Zalo. Tạm biệt quý vị.